Thiên Hoàng xin chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng K. Hôm nay Thiên Hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe bài viết có tựa đề là Mùa xuân của hắn. Mỗi tối hắn vẫn ngồi một mình trong căn phòng vắng, hút thuốc và hút thuốc. Cuộc đời hắn không có gì nổi bật lắm, cũng bình thường như hàng trăm ngàn người trai Việt Nam lỡ thời tị nạn mà thôi. Nhưng nếu hắn là một người Mỹ chẳng hạn, hắn có thể buồn tình, tà tà, xách súng bắn người vào một ngày thật buồn, cô đơn nào đó, rồi đổ hết cho rằng hắn bị bệnh tâm thần vì cái quá khứ đầy máu lửa, khổ đau, oan trái ở Việt Nam của hắn. Hắn theo gia đình di cư vào Nam khi vừa tròn 3 tuổi. Quê hương miền Bắc xa xăm, hắn nào nhớ được gì? Nhà nghèo, nhưng hắn vẫn được sống trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Rồi miền Nam lại dậy lửa binh đao, cuộc chiến ngày càng lan rộng. Ba hắn phải hành quân liên miên, không còn thường được về nhà chơi với mẹ con hắn nữa. Một ngày kia có một người lính lạ, đen đủi đến thăm. Ông nhìn hắn rất lâu, rồi nhỏ nhẹ, nghẹn ngào, trao cho mẹ hắn sợi dây và tấm thẻ bài mà ba hắn vẫn thường đeo ở cổ. Mẹ hắn bật khóc thảm thiết. Hắn thấy mẹ khóc, không hiểu gì, nhưng cũng khóc theo. Người lính nói thêm mấy câu gì nữa rồi đứng dậy, vuốt tóc ôm chặt hắn vào lòng, lặng lẽ cáo từ. Hắn vẫn còn nhớ rõ trên khuôn mặt đen sạm, phong xương của ông ta, hai mắt cũng long lanh ngấn lệ. Mẹ hắn thôi khóc, thay cho hắn bộ quần áo mới, hấp tấp, dắt hắn đi. Hắn hỏi chuyện gì, mẹ hắn lại khóc, nói, ba hắn chết rồi. Chết có nghĩa là không bao giờ về thăm mẹ con hắn nữa, không bao giờ về chở mẹ con hắn đi chơi nữa đâu. Hắn đau đớn không thể nào hiểu nổi. Ba hắn hiền lắm, tại sao lại chết? Tại sao lại bị người ta bắn chết? Những chuyện cổ tích mà hắn thường được nghe kể, bao giờ cũng chỉ có kẻ gian ác mới bị chết mà thôi. Nghĩa trang quân đội hôm đó, mưa phùn lành lạnh, trong nhà đèn nến sáng choang. Ba hắn được đặt nằm trong một hòm gỗ đóng kín, trên có phủ một tấm vải vàng ba sọc đỏ. Hai người lính thế nghiêm cứng ngắc, bồng súng đứng chào hai bên. Đằng sau có hàng chữ Tổ quốc ghi ơn mà hắn đã đánh vần đọc được. Hôm sau, trời mưa tầm tã suốt đêm hôm kế sau. Mưa vừa dứt, lễ hạ huyệt ba hắn được cử hành. Bà con thân thuộc, bạn bè hàng xóm cùng những người lính câm lặng cúi đầu. Bài hồn tử sĩ ai oán, uất nghẹn vang lên. Mẹ hắn mặc áo đại tang, đầu phủ khăn trắng, ôm chặt hắn vào lòng, quỳ sụp ngay trước huyệt mộ ba hắn mà khóc không thành tiếng. Huyệt mộ ngập nước, chiếc quan tài của ba hắn chồng chành như muốn nổi lên. Chắc chắn ba hắn không đành lòng bỏ lại vợ trẻ con thơ mà ra đi như vậy. Từ đó mẹ hắn buồn lắm, biếng nói biếng cười. Có đêm hắn giật mình thức giấc, vẫn thấy mẹ hắn chưa ngủ, ngồi khóc hàng giờ bên bàn thờ ba hắn. Nhiều khi mẹ hắn còn nói thầm thì to nhỏ điều gì với ba hắn nữa. Năm đầu tiên, hắn đi thi để thất trường công, hắn rớt. Tuy hắn rất chăm học, nhưng khó quá, hắn lại không có ai kèm cặp chỉ bảo thêm. Hắn buồn, mẹ hắn ôm hắn vào lòng, khuyên hắn thi lại năm sau. Có công mài sắt, có ngày nên kim, nhà nghèo, làm sao có tiền cho hắn học để thất trường tư. Từ đó, buổi tối hắn thường ngồi học bài, mẹ hắn thì lo sửa soạn gánh xôi để bán ngày mai. Gần nhà có ông tư thợ mộc quá vợ, tối tối sau khi cơm nước chiều xong, ông thường hay qua nhà, lăng xăng giúp đỡ mẹ con hắn. Ông tư thiệt là tốt, thường tự nguyện sửa chữa lặt vặt nhà cửa cho mẹ con hắn. Đi làm ông còn cóp nhặt gỗ vụn đóng thành cả một cái bàn học cho hắn. Chỉ ghét ông một cái là ông hay tìm cách ngồi gần mẹ hắn, nói đủ thứ chuyện gì đâu hắn không hiểu. Lúc đó giọng ông xuống tông rất là trầm, nhẹ nhàng tha thiết, khác hẳn với cái giọng ồm ồm thường lệ. Mắt ông chớp chớp nhìn mẹ dịu dàng, trìu mến. Mặt mũi ông cực kỳ thành khẩn. Một chiều thứ bảy ông qua sớm, mặc đồ bảnh tỏn, áo sơ mi trắng ngắn tay bỏ vào quần tây, cũng màu trắng. Lại thắt dây nịt đen cho hợp với tấm thân hộ pháp, đen đúa của ông, nên trông ông rất nổi. Ông vui vẻ hứa hẹn với hắn là sẽ dắt hắn đi ăn tối
và có thể còn đi coi hát bóng nữa. Rồi ông lại ngồi rù rì nói chuyện với mẹ thật lâu, mẹ cứ lắc đầu hoài. Lúc chỉ lên bàn thờ ba hắn, lúc chỉ về hắn đang ngồi học gần đó mà từ chối lòng tốt của ông. Cuối cùng ông đứng dậy, mặt ông buồn xo, tiến lại xoa đầu hắn, nói với hắn rằng, ráng học lên con, có công mài sắt có ngày chai tay. Rồi ông lắc lắc đầu, cười cười buồn bã bỏ về. Sau này hắn mới hiểu, câu nói của ông Tư nhiều khi cũng đúng, nhất là trong trường hợp của ông Tư. Nếu ông dại dột, lì lợm mà mài nữa, thì không những chai tay mà mặt ông cũng chai luôn nữa. Năm sau, hắn thi đậu đệ thất trường Chu Văn An, một trường trung học công lập danh tiếng ở Sài Gòn. Mẹ hắn mừng lắm. Lần đầu tiên sau ngày ba mất, mẹ hắn cười nhiều, nói nhiều. Mẹ bỏ cả một buổi bán xôi, đưa hắn đi chơi sở thú, vào tiệm ăn phở. Tối còn dám dắt hắn đi coi cải lương của đoàn Kim Trung nữa. Ngày tháng qua mau, nhờ tình thương của mẹ, nhờ vào sự cần cù, nhẫn nại, chịu khó, chăm học của bản thân, hắn đã đậu liên tiếp hai kỳ thi tú tài và được vào đại học. Cánh cửa tương lai đời hắn đã hé mở. Cùng một lúc, con tim hắn đã bắt đầu thổn thức, rung động trước đôi mắt to, đen láy, tóc thề, da trắng, mũm mĩm dễ thương của cô bé hàng xóm, mà ngày xưa không biết bao nhiêu lần đã từng cởi chuồng tắm mưa chung với hắn. Mùa hè đỏ lửa 1972 bùng nổ, Bắc quân cùng một lúc mở ba mặt trận lớn, đánh thốc vào miền Nam thân yêu. Tổ quốc lâm nguy, lệnh tổng động viên tăng thêm một tuổi được ban ra. Mẹ hắn lại gạt nước mắt, tiễn đưa đứa con yêu quý nhất đời của mình lên đường nhập ngũ. Ngày ra đi, cô bé hàng xóm cũng tiễn đưa, nước mắt rưng rưng, đôi mắt to đen láy giờ cũng đỏ hoe. Ngày xưa học giờ Việt văn ở trung học hay đọc tiểu thuyết, hắn cứ lãng mạn nghĩ rằng con gái khi khóc thường đẹp lắm, vì biết bao nhiêu anh hùng thân bại danh liệt cũng vì nước mắt của mỹ nhân. Vậy mà khi cô khóc, hắn thấy không đẹp thêm tí nào. Có lẽ tại vì ngay cả lúc bình thường cô cũng không đẹp lắm. Nhưng con tim có những lý lẽ riêng của nó. Hắn đã lỡ dại thương rồi thì nhất quyết không bao giờ thay đổi. Hắn không buồn cho số phận của mình, nhưng thương cho mẹ và nhớ cô bé hàng xóm rất nhiều. Hắn biết nếu hắn có gan rủ, chắc cô bé cũng sẵn sàng tắm mưa với hắn một lần nữa, để cho hắn có chút gì gọi là kỷ niệm, làm hành trang cho người vào cuộc chiến. Đời sống quân ngũ rồi cũng quen đi, hắn dạn dày trong sương gió hiểm nguy. Đời lính với mưa rừng gió núi, nắng sớm sương chiều, gian nan cực khổ nào có xá gì. Chỉ thương cho mẹ hắn sức yếu, cô đơn, thui thủi một mình, không ai săn sóc những khi trái gió trở trời. Ngày hắn được lên lon thiếu úy cũng là dịp để hắn về Sài Gòn thăm mẹ, thăm cô bé hàng xóm. Thật sự thì mẹ và cô bé hàng xóm thăm hắn thì đúng hơn. Bởi vì hắn còn sức đâu mà về thăm, hắn đụng trận bị thương, người hắn đầy máu, nằm trong rừng hơn một ngày mới được đơn vị bạn giải tỏa. Trực thăng vừa đáp là hắn được đưa ngay vào Tổng Y viện Cộng Hòa, nằm chờ cấp cứu. Gặp mẹ, mẹ lại khóc. Đời mẹ cũng như cái đất nước Việt Nam chiến tranh này, chỉ toàn là nước mắt. Hắn nhịn đau, cố cười cho mẹ vui. Được lên lon mà không phải vào nằm trong nghĩa trang quân đội như ba hắn, kể ra cũng là hên lắm rồi. Miền Nam sụp đổ, hắn may mắn thoát chết trở về. Mẹ con sum họp, hàn huyên chưa được bao lâu, hắn lại phải lên đường. Ngày đi trình diện cải tạo, hắn không muốn mẹ hắn tiễn đưa. Hắn cũng không cần cô bé hàng xóm nữa. Cô giờ đây có ông bố là du kích về làm chủ tịch phường. Cô cũng làm chủ tịch hội phụ nữ. Cô bây giờ lúc nào cũng chỉ mặc bộ đồ bà ba đen, luôn luôn bận rộn họp hành, đôi mắt to đen láy ngày nào giờ chỉ thích quắc lên, miệng sổ ra hàng lô từ ngữ chính trị lạ hoắc. Cô còn bắt chước ông bố một điểm nữa là ở dơ kinh khủng, cho có vẻ ta đây là cách mạng, giai cấp lao động tiên tiến, phục vụ nhân dân hết mình đến quên cả tắm giặt. Có lần người ta đang họp tổ dân phố, cô đi đâu ngang đó thấy vậy cũng xông vào. Trưa hè nắng gắt, lưng áo bà ba đen truyền thống của cô ướt sũng mồ hôi. Không đợi ai mời, cô cũng tự động phát biểu ý kiến, đề nghị hướng dẫn thảo luận để cùng nhau tìm ra chân lý. Cô nói say sưa, hai vòng tròn đẫm ướt từ hai bên nách áo cô nhảy múa nhịp điệu.
khi ẩn khi hiện theo hai cánh tay lên. Trời ơi tác giả này tả phải nói gọi là kêu là tả 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 chân, tả chân rất là thật luôn. Cô nói say sưa, hai vòng tròn đẫm ướt từ hai bên nách áo cô, nhảy múa nhịp điệu, khi ẩn khi hiện, theo hai cánh tay, dơ lên dơ xuống của cô. Cũng từ đó, mùi hương của người chiến sĩ cách mạng ngạo ngạt bay ra, làm bà con dân phố, ai nấy đều phải nghiêng mình nín thở. Nói thật, bây giờ cô có cho hắn tắm chung. Hắn cũng không dám. Một mình với một túi hành trang, hắn lặng lẽ trình diện người thắng trận. Thần tượng trong tim đổ vỡ, sự nhục nhã bại trận, giờ hắn mới thấm đòn. Hắn thật không ngờ những người tự vỗ ngực xưng là cách mạng giải phóng, là lương tâm của thời đại, là trái tim của nhân loại đã vận dụng sáng tạo tài tình cho những tù binh bại trận như bọn hắn được học tập cải tạo như thế này. Hắn và đồng đội phải làm việc vất vả, ăn không đủ no, nhưng ghê rợn hơn hết là bọn hắn thường xuyên bị sỉ nhục, phải soi mói chỉ điểm anh em, phải ca tụng kẻ thù, phải nguyền rủa chính mình vân vân. Hắn đã phải đóng kịch, giả dại, nín thở qua sông, ngu đần câm điếc nên mới có ngày về. 3 năm trời sau ngày được trả tự do, làm đủ thứ nghề để kiếm sống, hắn lại ra đi. Mẹ hắn đã đem hết tất cả những gì gọi là tài sản của mình, chất chứa suốt một đời cơ cực đưa cho người ta để hắn vượt biển. Hắn không thể gần mẹ nữa. Cái lý lịch bản thân lính ngụy cải tạo đen xì như hắn không thể giúp ích được ai, ngay cả hắn ở lại chỉ làm khổ mẹ hắn thêm thôi. Hôm nay lại sắp thêm một Tết Việt Nam trên đất Mỹ. Hắn vẫn đi làm, ngày ngày giũa giũa khoan khoan, ngồi rờ máy bay cho hết 8 tiếng rồi về. Công việc nhàm chán mà hắn vẫn vui. Bởi vì không hiểu tại sao đã lâu lắm rồi mà cái cảm giác lạc lõng bơ vơ của những ngày đầu đến Mỹ vẫn còn nguyên vẹn. Cái hồi hộp lo sợ của thất nghiệp hãy còn ám ảnh hắn. Cái nhục nhã bất tài vì nghĩ lại hắn vẫn chưa có cái gì gọi là khả năng chuyên môn ở xứ Mỹ này. Cái hoang mang, thiếu tự tin vẫn lởn vởn trong đầu hắn. Nhất là lúc thất nghiệp, vừa gửi đơn, vừa đi xin việc làm khắp nơi, đều bị người ta từ chối. Cái thất vọng vì hoàn cảnh và tuổi tác đã không còn cho phép hắn trở lại học đường để kiếm chút cái danh gì với núi sông vẫn làm hắn buồn hoài. Còn nữa, cái mảnh pháo 120 ly xuyên phá của Bắc quân vẫn còn nằm đâu đó trên vai hắn, hành hạ hắn những dịp đông về, tàn thu chớm lạnh. Bấy nhiêu cái đó, hắn biết đổ lên đầu ai bây giờ? Nhiều người cho hắn không thực tế vì hắn chỉ thích nói chuyện và không sao quên được cái quá khứ máu lửa tù tội của mình ở Việt Nam, mà di lụy của nó còn kéo dài đến ngày hôm nay. Hắn cứ day dứt nhắc hoài đến thân phận của một quốc gia nhược tiểu, bị người ta bỏ rơi, làm con chốt thí trên bàn cờ thế giới. Hắn cứ nghĩ hoài đến thiện ác, chính tà, thành bại, vinh nhục, rủi may hay cái số mệnh không thể nào biết trước được của một con người. Một lần nữa, xuân lại về với mọi người, đất trời, cây cỏ. Lại một cái Tết Việt Nam đến với người Việt tị nạn trên quê hương mới. Một cái Tết không có chiến tranh, máu lửa, chỉ có thái bình an lạc. Nhưng sao hắn vẫn cảm thấy ngao ngán, chua chát lạ kỳ. Hắn không dám ra chỗ chợ Việt Nam vì không muốn nhìn thiên hạ đua chen, vui chơi sắm Tết. Hắn sợ đám đông, hội họp bạn bè. Hắn sợ phải nghe những ganh tị gièm pha sau lưng người vắng mặt. Hắn sợ phải nghe những khoe khoang chúc tụng lẫn nhau về tiền tài danh vọng, nhà mới, xe mới, nhạc hội chỗ này, du lịch chỗ kia. Hắn sợ phải giao thiệp với mọi người, nhưng hắn lại rất cần người tâm sự. Nhiều khi buồn và cô đơn quá, hắn cũng muốn có được một người yêu, hiểu hắn, thương hắn chân thành, để hắn có thể cưới làm vợ, sống với nhau trọn vẹn cuộc đời còn lại. Đàn bà con gái Việt Nam bây giờ ở Mỹ cũng không phải thiếu, nhưng những cô gái đôi mươi xuân thì tươi thắm thì gọi hắn bằng chú, bác mất rồi. Bạn bè trạc tuổi hắn thì ai nấy đều đã yên bề gia thất từ lâu, con cháu một đống đùm đề,
Chỉ có cái đám sồn sồn quá chồng hay là ly dị đó là còn có hy vọng. Nhưng chỉ mới giao thiệp, chưa tán tỉnh tìm hiểu gì nhiều thì đã bị người ta hiểu là bất bình thường, mát dây tửng tửng mất rồi. Tiến gần, tiến xa, tiến luôn làm gì nữa. Còn về Việt Nam kiếm vợ như bao nhiêu người khác thì hắn lại sợ. Những lần về Việt Nam thăm mẹ, hắn đều được giới thiệu cô này cô kia, kiếm một người hiểu và thương hắn thật lòng, thì không thể trong một vài tuần về thăm, điện thoại, thư từ thăm hỏi, tìm hiểu. Vì đằng sau những lời yêu thương nhớ nhung nồng cháy, chót lưỡi đầu môi, làm sao hắn có thể đủ thời gian gần gũi để phát giác ra những toan tính lọc lừa. Hắn sợ phải thua ở Việt Nam một lần nữa. Hắn là một người Việt Nam tị nạn ở Mỹ, tự lập, đi làm, đóng thuế cho nước Mỹ, nhưng không thích ứng hội nhập được với đời sống Mỹ. Hắn cũng không thể trở về Việt Nam làm ăn sinh sống vì quá dị ứng với quá khứ của mình ở Việt Nam. Tối nay ngồi một mình trong căn phòng vắng, hắn nhớ đến mẹ, hắn nhớ đến ba, hắn nhớ đến những ngày xuân xa xưa của thời thơ ấu, thật hạnh phúc, hồn nhiên, trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Hắn gọi điện thoại về thăm mẹ, không gian xa cách, tiếng mẹ hiền, nay tóc đã bạc trắng, già nua lãng tai, nghĩnh ngãng vang lên, cứ thúc giục hắn, lấy vợ đi để mẹ yên lòng nhắm mắt. Tết nhất, phải có cái gì làm vui lòng mẹ, hắn gào lên trong máy, để mẹ nghe cho rõ. Thưa mẹ, con báo cho mẹ một tin mừng là con sắp lấy vợ rồi. Hắn nuốt xuống, tiếng mẹ cười hiu hắt từ bên kia trái đất. Sắp, có nghĩa là nhà trai và chú rể đã sẵn sàng rồi. Chỉ còn đào đâu cho ra được cô dâu nữa là con có vợ, mẹ ơi. Các bạn vừa nghe xong bài viết của Phạm Gia Nam. Thiên Hoàng phải công nhận là anh Phạm Gia Nam này viết chuyện rất là vui, cũng khôi hài. Và con đón anh về tan nát, anh trở về bằng hòm gỗ cài hoa, lá quốc kỳ phủ kín ôi xót xa. Anh đã vì Sơn Hà mà ra đi mãi mãi. Kể từ đây đường đời em trống vắng, mất anh rồi buồn răng kín cả hoàng hôn. Em còn đây một thể xác không hồn, bao kỷ niệm vùi chôn vào sâu thẳm. Anh nằm xuống cho quê hương tươi thắm, phận làm trai anh tròn nợ núi sông. Với dân Nam anh đã sống trọn lòng, anh xứng đáng là con hồng cháu lạc. Nơi cõi xa nguyện hồn anh an lạc, rồi một ngày kia hai đứa gặp lại nhau. Dìu nhau đi cõi vĩnh hằng mầu nhiệm, hạnh phúc mình sẽ mãi mãi bên nhau. Thôi em về
nắng chiều tàn dần nhạt. Ngôi mộ buồn, anh ở lại nhé anh. Lịch sử này Tổ quốc ghi ơn anh, hồn sông núi quyển hồn anh bất diệt. Vĩnh biệt anh, người con yêu đất mẹ. Thơ của Hoàng Nhật Thơ với giọng ngâm Thiên Hoàng. Bây giờ Thiên Hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác.